chào mừng anh em đến với kênh của dân quê Mevia. Hôm nay giới thiệu với anh em một kèo hẹn lâu lâu mới có một lần xuất hiện và anh Tú solo 150 điểm. Trận đấu này được quay tại Mevia của Đông Quán, mời anh em theo dõi trận đấu. Rồi xong. Đẹp. Đẹp. Không có đường trúng. Không có mày phải xuống luôn không sao đâu, lại gánh mẹ. Đúng rồi, bắt mãn tỉnh tùy vậy với tên ý. Chơi. Rồi đi quay. Ủa cái ấy đó ngoài cái đồ lao đâu ta? Lấy lại đây, nó có tiền nhỏ lấy đi. Nhiều. Nó thầm vô chạy lấy coi coi. Sao? Chạy lấy coi anh đi. Ở đâu? Ở bên Thanh á. Chạy anh lấy chạy lắm. Ông bà đang biết mở bạn mà. Tỷ số là 2-6. Tú 6 còn có điện thì đấy, Tú 2. Tú 2 có điện. 12 á. Đây ghi đúng. Nghe lại thì nói lại. Ghi đúng. Nghe lại không dừng. Rồi vô máy cho bị không dừng. Ờ. Giữ lại cái cú. Giữ lại luôn. Để gì? Chạy cái ghế luôn. Hốt. Tại vì đó gì nghe nó hấp không vậy. Không có đường nào. Vậy đó. Vậy. Ồ. Nằm ngoài đó ngoài rồi. Vậy. Thoải mái. Đánh nằm nghỉ lộn góc như vậy. 1 với 2 là 3. Dạ rồi. 3 là 4 rồi đến đâu rồi không được chưa đó. Hai đầu nữ đã ghê rồi. Cái nhẹ đấy đừng làm nữa. Các con cái gì? Các con không? Không. Cái gì vậy?
2 với 6 là 8. Cái gì vậy đó? Trời đi đâu cái gì vậy mà? Hai. Giờ nhẹ thôi. Nó vô đó nó chút rõ nhẹ móc dậu chút nè. Còn nó lọt vô dưới thì dưới móc lên. Rồi. 3. Đang nó chúng bạn đây nó nhẹ thấy không? Sắc chụp lên ngon á. Lại quê nhẹ quá. Không nhẹ cũng được. Dạ, thấy nó quýt mình thấy ngán rồi. Tao ăn đó nha. Clip mà nói chung ra là nó không có giữ, nó không chung 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 vô 70-80% ngoài. Đúng rồi, 100 rồi, chỉ coi chỉ có chung thôi chứ đâu phải là coi giữ. 3 với 8 là 11. Rồi, nó bảo bạn, em bảo bạn để hỏi nó coi cái gì đó, ổn không? 700 mà. Thì coi cứng nhất ở đây là chỉ có hàng này nè. Được á. Đã thử nhóc cho luôn, tôi ra tôi giờ bảo tôi mới biết. Hai, mấy thằng mà giữ sau này, nó đã thử không không á? Từ giả, rồi đúng rồi. 300 đó hả? Thằng mình á. Đến của ổng luôn. Ổng bà đó đánh lại rồi. Hỏi em bún gì là bây giờ người giữ mắt là học ai đó. Không ai giống như vậy. Bây giờ ông nghĩ. Ông nghĩ ông nói thằng mình là lính của ông không. Ba lại đi qua ba. Ừ. Đâu khổ nổ hỏi anh biết ông từ Hậu Giang không? Không biết. Ủa nào nổ. Để tới luôn. Sao mà tôi gặp con nỉ nó bữa bệnh nó có xuống chơi. Nó mà đuốn hay quá chú tôi rồi, đuốn quá trời hay. Đuốn tự phát thì đuốn hay quá. Ai nói mày tự phát. Cái này biết rồi, tôi hỏi nó gì. Sao? Mà mới nói nó lính vô tư. Nó là đệ tử vô tư. Chú ta nói là mình nó là đệ tử mà nó không có chuyện là đệ tử.
Tại đi chơi mình nói là em có đi qua trường lớp không, mà em cũng hay, nó không em bị phát không có học ai chứ không học à. Cái gì chăn dấu cái gì là lòn theo lòn lại quýnh ở ngoài rất là đúng lòn. 6 với 8 là 14. Mở quán chưa vô quy càng. Tao quýnh không được, ông thua. Như cũng như dắt hoài mà dắt không vô được chứ quy càng, hiểu không? Rồi quýnh không được. Nằm cứ gời 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 gọi thông thỉnh không vô được cái kẹt thì cũng không được. Vô cái kẹt này khỏi nói rồi, vô kẹt thì chơi không đủ rồi, em đi bảo không cầm được rồi. Đó. Không dắt quả, không dắt vô mà dắt kêu. 1 chứ 11 là 12. Không phải chịu. 12, 14. Hai. Hai với 14 là 16. 16 này nó phải trồ như kéo sao được cái gì hoài. Bắt đốt. Đốt thì làm. Tao phải tốt rồi mà. Tao giờ đâu ra được rồi đó. Ngồi thống thỉnh á. Ai? Má hiểu chứ kìa, tôi sợ như kia như cậu kia bây giờ lộn bảo lãnh gặp bờ cái nhỏ mà bắt gì 150 công giá. 2 với 12 là 14. Hai. Bây giờ nói gì ai chủ luôn phòng đó. Không như vậy á. Hai với 16 là 18. Ba đi bộ. Mua được rồi chơi. Có được. Anh chồng muốn kinh tế rồi. Tôi gặp vợ anh là ba. Bán nhựa tí. Tự nhiên tôi kiếm kẹo bán quýnh hoài mà đâu có vô đâu. Đá cái thôi còn đá cái đó. Ăn không biết. Bốn. Gì chứ không có. Thế là chạy qua ngon đây. Gì chứ không có. Má tôi quýnh này mà nó lạ. Nó còn cho chồng tôi quýnh cho. Năm. Ai cho trắng xác không mà quýnh nữa chảy đâu lên nổi đâu. Bằng tự kéo ra luôn.
Mới đường mấy rồi đúng lắm rồi. Rồi xong bố tôi có đi cho tất ăn không ai không ai. À là bây giờ gì chứ bây giờ mua ba cũng trăm ngàn nó bán đó. Đừng nói sớm, đừng nói mặt người ai. Trời ơi. Không có gì chắc hết kia. Nghe chiếc gì vừa chỉ nói nó lòng rồi. Hai, ba. Ra sự nó dính khơi rồi bước một trời ơi rồi nó bỏ những liều à cá gì đâu cá ở đâu uống nó phê đi chào đó giờ chúng rồi cái dai uống nó phê rồi uống rồi hai đẹp hai lăm ba điểm đi chậm tôi đi ngủ rồi mới có chậm số là ngon nữa này 26 qua luôn đi vô người luôn giống người bảy lấy
28. Tại tôi biết quýnh mỏng như vậy thôi chứ đâu có phê mà cũng vô như vậy.
tới là bữa lầu bữa đắp phê là đắp phê nhiều rồi. Ba bốn là 49 chỉ cần mỏng vậy thôi. Gà luôn, gà luôn. Ốc dưới là 49 là 50. À Nhi căn đá chứ gì thôi chứ mày cũng vậy. Biết rồi, biết rồi. Gì nói hả? Sao anh nói? Đẻ đó dữ là không được, đè lắm
5. Không bị vô. Sao? Không bị chút chút. Ai biết? Tao mà trong tô luôn hả? Có gì rồi đấy. Trong tô được trong quá. Chú đã lúc rồi giờ này. Chú trong tô với chú bốn hàng đúng 6 lạnh đó ngon. Phải. Chúng ta để cháu là trẻ là ngon quá đó ta chắc là để lo mà nha bảy dưới 65 là 72 phải rồi đó bước không bước nước cái thầy học kỳ 52 50 hai quen đó đó
Quéo vô. Đi không là đúng. Dày tới đâu. Con như 72 là 76. 76 64. Ủa tôi anh đồng nó còn nói này, quên nó quay nữa. Quá.
95 là 103. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Quen, quen. Là gì vậy chứ? 103, 67. Nè, tạo bài tốt của chúng ta chứ, chúng ta nhân mà nè. Thì đó, thì sao đó. Đây, chắc. Bài tốt. Đấy là bây giờ muốn kéo gì đi lấy phải tốt. Ai hỏi nè, bây giờ thấy là vô cái này vô giấy 5 phút như vậy. Đúng rồi, canh nó kéo đâu 401 con ông lắm. Xíu rồi. Lấy rồi đó. Lấy chơi đi. Rồi rồi. Đó, nếu mà canh vô đó nó mỏng dần đâu. À. Né coi nó vô này. Con muốn vào làm gì cũng được. Rồi.
quá ngon rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhậu rồi, chắc nhậu rồi. Cái đó. Rồi. Rồi.
Dạ, từ tới này tới sẽ tới gà đây chưa? Okay. Thì bớt này hả? Ừ. Rồi đấy. Tắt qua thấy lượng lu bu rồi mà nó không tới luôn con. Đúng không mà hãy đạt đạt đó để coi
vô phương. Đúng rồi, các bạn đúng rồi. Hóp. Này vô. Đỡ vô. Đầu phải chịu thôi. Nằm bây giờ thì quay cho nó xong luôn á. Không đỡ. Mà phải mình lo mình kéo vậy. Ba. Không thở mắt đấy. Thôi à, còn đang vui đó, làm cái gì đang vui rồi. Luôn. Đậu luôn. Thì quá ngon luôn. Gì đẹp. Ấm. Chạy chạy đi lấy mình nói luôn. Không đủ mà. Đủ cái gì rồi. Ờ, tôi đi đi ngoài rồi đó.
quá đẹp. Đã thử nó bột lên luôn đó. Nước cho đó. Lòng dai. Đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.